một anh hùng chống Nhật trở thành kẻ lừa đảo, bị đánh trước mặt bao người dân. Ông cố chịu đau, ôm lưng đứng dậy một cách khó khăn. Lưng bị đau là di chứng năm xưa đánh Nhật để lại. Nhưng sự nhức nhối trong người này lại khiến ông lực bất tòng tâm, là một trong năm tráng sĩ Lang Nha Trang, còn may mắn sống sót lại. Tống Học chưa bao giờ chịu khuất phục, nhưng đối phương nhấc bổng ông lên, rồi ném mạnh xuất đất. Anh hùng cái gì chứ? Cũng chỉ đến thế, ông vô cùng không cam tâm, nhưng lúc này cũng không làm gì được. Sau khi lưng bị thương, Tống Học chuyển đến một ngôi làng nhỏ ở Hà Nam. Dân làng chỉ nghe nói lão Tống đã từng lập công, chứ chưa bao giờ được nghe chính ông nói ra. Ông giấu kín công danh, một lòng dẫn dắt người dân làng khai hoang, ngay đến chiếc huân chương là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của mình cũng bị con trai ông lấy đi, đổi đồng nát lấy nửa bát kẹo. Dân làng để ý việc này không khỏi xì xầm, nếu đây là huân chương thật, sao tiểu bảo dám mang đi đổi kẹo? Một khi đã có mối nghi ngờ, rất nhanh sẽ lan truyền khắp nơi. Dân làng bàn tán xôn xao, nghi ngờ Tống Học là kẻ lừa đảo. Là một người kính trọng Tống Học, Đại Trí tin chắc rằng ông sẽ có lời nói với mọi người. Đợi anh Học Nghĩa quay về sẽ nói cho các người hai năm rõ mười. Lúc này Tống Học vừa hay quay về, niềm nở chào hỏi mọi người, nhưng ánh mắt mọi người nhìn ông đã có chút khác biệt. Trưởng thôn vô cùng thẳng thắn nói mọi người muốn xem huân chương của Tống Học. Ôi giời, một miếng đồng cũ rích, có gì mà xem. Vợ Tống Học thấy mọi người muốn xem liền chạy về nhà lấy, nhưng trưởng thôn lại nói huân chương đã bị tiểu bảo đem đi đổi kẹo rồi. Cái gì? Không còn huân chương, Tống Học trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Nhưng đúng hay sai do lòng người phán đoán, ông không bao giờ giải thích cho bản thân. Đại Trí vội ngăn ông lại, khuyên ông lên huyện xin tờ đơn xác nhận. Nhưng Tống Học vốn không quan trọng thành tích, càng không bao giờ thích làm ầm ĩ, gây phiền phức cho tổ chức. Anh Học Nghĩa, tôi gọi anh là anh, trước mặt bao nhiêu người như này, anh cũng phải có lời nói chứ. Nếu anh là anh hùng, cái mạng của tôi cũng là của anh luôn. Nếu anh là kẻ lừa đảo, đừng trách tôi giở mặt không nhận người. Cậu muốn làm gì thì làm. Buổi tối, vợ Tống Học cũng khuyên ông đi xin đơn xác nhận, nhưng Tống Học vẫn kiên quyết. Ông sống đường hoàng, không cần phải dùng công lao để chứng minh bản thân. Thế nhưng dân làng chắc chắn ông là tên lừa đảo, bắt đầu nhòm ngó đất của nhà ông. Lúc đầu mọi người coi ông là anh hùng, mới nhường cho ông mảnh đất đẹp nhất. Bây giờ anh hùng trở thành kẻ lừa đảo, thì phải thu hồi đất lại. Vợ Tống Học biết chuyện, ấm ức khóc lóc, không có đất, cả nhà biết sống sao? Nhưng Tống Học không ý kiến gì, thoải mái nhường lại đất. Năm xưa bị lính Nhật dồn xuống vực sâu, Tống Học còn chẳng sợ. Bây giờ có chút ấm ức như này, chẳng thành vấn đề. Bây giờ càng sống càng phải thoáng thoáng lên. Ai cũng nói đất và nguồn nước trong làng không phù hợp nuôi lợn, nhưng Tống Học vẫn muốn thử. Cả nhà nhịn ăn nhịn mặc, hàng ngày lên núi lấy rau rừng về cho lợn ăn. Sau bao ngày vất vả nuôi đã đến ngày lợn sắp đẻ. Tống Học không giấu nổi vui mừng, chỉ cần lứa lợn con ra đời sẽ trở thành động lực cho mọi người, dân làng sẽ có được cuộc sống tốt hơn. Vào hôm lợn mẹ đẻ, Tống Học đang khai hoang trên núi, nhưng khi ông về nhà phát hiện lợn con đều chết sạch, đến cả lợn mẹ cũng chết vì khó đẻ. Dân làng mặc dù xót xa, nhưng vẫn có người xì xào. Nghe thấy dân làng nói ra nói vào, Tống Học thấy buồn bã, nhưng nghĩ một hồi, ông quyết định cho dân làng ăn Tết sớm, mổ lợn, ăn thịt. Để đổi kẹo, thằng bé lục lọi lấy ra chiếc huân chương của bố. Một miếng đồng, đổi bao nhiêu? Một bát, một bát, chú đổi cho mày cả nồi đây này. Đây, lỗ vỗn to rồi, về nhà chơi đi. Chiếc huân chương dùng cả sinh mạng mới có được mà chỉ đổi được mấy cái kẹo. Dân làng không khỏi xì xầm, họ tìm đến nhà Tống Học để xác nhận lại cho rõ ràng. Nhưng trong mắt thằng bé, chiếc huân chương đó chả có giá trị gì. Bố cháu nói huân chương không có tác dụng gì cả, dùng để kê bàn còn thấy cao quá. Bố cháu nói á? Chính bố cháu nói. Là một trong năm tráng sĩ của Lang Nha Trang, Tống Học may mắn sống sót, nhưng ông cố ý giấu đi thành tích của mình. Nhưng sự khiêm tốn của ông lại khiến ông gặp rắc rối lớn. Dân làng tin chắc rằng Tống Học chính là kẻ lừa đảo. Ông vẫn như mọi ngày dẫn mọi người đi khai hoang, nhưng thái độ của mọi người đã có sự thay đổi. Thấy một cục đá to chặn ở giữa, Đại Trí bảo mọi người đỡ thanh sắt để anh ta dễ phá đá. Nhưng việc nguy hiểm như này khiến mọi người sợ hãi lùi lại hết, chỉ có Tống Học giữ chắc thanh sắt. Đại Trí lại khó chịu, vứt luôn búa đi. Sao thế? Không cần tôi đỡ thanh sắt hả? Ông đỡ thanh sắt, tôi thấy có lỗi với viên đá. Tống Học không hề quan tâm, vẫn động viên mọi người khai hoang. Nhưng mọi người lại xì xào, không ngừng nói những lời chế giễu. Bao công vất vả nuôi lợn cuối cùng lại chết vì khó đẻ. Tống Học quyết định cho dân làng ăn Tết sớm, ông chia hết thịt cho mọi người, chỉ để lại một miếng nhỏ, chuẩn bị gói sủi cảo cho bọn trẻ. Thấy mọi người đều được chia thịt, vợ Đại Trí cũng thấy thèm, vì thế cô giấu Đại Trí bảo con gái lén đi xin một miếng. Tống Học nhìn cô bé, lại nhìn miếng thịt duy nhất còn lại, mặc dù không muốn tí nào, nhưng ông vẫn đưa cho cô bé miếng thịt cuối cùng. Trong nhà đã nhào sẵn bột, ba đứa con cũng đang ngoan ngoãn ngồi chờ. Nhưng bữa ăn cuối năm đã chờ đợi cả ngày, cuối cùng chẳng có gì. Bọn trẻ càng hiểu chuyện, ta thấy chúng càng đáng thương. Vào lúc này, có người gõ cửa. Học Nghĩa à,
Tôi ăn sủi cảo một mình, chán lắm, sang nhà tôi đi, cho vui. Được bố đồng ý, bọn trẻ cuối cùng đã được ăn sủi cảo. Chúng ngồm ngoàm như chết đói. Người mẹ lại thấy vô cùng xót xa. Trong lúc nói chuyện, Tống Học lại nhắc đến việc khai hoang. Khai hoang là việc phụ. Chữa bệnh lười mới chữa được tận gốc rễ. Ông lại kêu gọi mọi người khai hoang. Rất nhiều người cùng đi lên núi. Nhưng đại trí lại cho rằng Tống Học đang mua chuộc lòng người. Tống Học nghĩa mổ lợn chia thịt là để bịt miệng mọi người và để buộc chân mọi người lại. Vợ đại trí thấy anh ta lại đi chọc ngoáy, đành phải thú nhận đã đi lĩnh thịt. Nhưng không ngờ đại trí không nguôi giận mà còn treo cao miếng thịt, tìm đến nhà Tống Học hỏi tội. Miếng thịt này không thiếu một lạng, không thiếu một xu, tôi đã ướp 2 lạng muối, tôi trả lại ông ta. Mọi người nói lời khuyên giải lại bị cho là há miệng mắc quai. Đó là dùng thịt mua lòng người. Tôi còn nghi không biết ông ta đã từng đi lính hay chưa. Tôi là chiến sĩ tổ 2 tiểu đội 6 liên đội 7 binh đoàn 1 khu 1 tấn sát sực. Nói nghe hay lắm. Ai biết được chứ, đây là đơn vị nào? Ai biết đơn vị này, có phải là thật không? Cậu nghi ngờ tôi. Tôi phải chịu. Nhưng cậu dám nghi ngờ đơn vị tôi thì tôi không tha cho cậu được. Không tha cho tôi, so tài vài chiêu. Để bảo vệ danh dự của đơn vị, Tống Học chấp nhận lời thách thức. Ông tháo dây lưng, quấn quanh để bảo vệ lưng. Sau đó lấy ra miếng vải, quấn chặt vào cây gậy gỗ. Anh đang làm gì vậy? Anh sợ làm cậu ta bị thương. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Tống Học đi tới sân phơi lúa. Chỉ đứng đó, đã thấy vô cùng uy dũng. Khi vào trận khí chất đánh địch ngút ngàn, khiến đại trí sững sờ. Chỉ sau 2 đòn, đã đẩy ngã đại trí vào đống rơm. Đại trí không phục, ném gậy đi, muốn đấu vật với Tống Học. Nhưng đấu vật phải dựa vào sức đỡ của lưng. Lưng của Tống Học bị thương, tất nhiên không phải đối thủ của đại trí. Đại trí nhấc Tống Học lên lưng, rồi ném mạnh xuống đất. Người anh hùng từng giết vô số tên địch, lúc này lại nằm gục dưới đất. Tống Học cố nhịn đau, ôm lưng đứng dậy, ánh mắt kiên cường, đi về phía đại trí. Người tá điền không ai biết đến, bỗng được mời tham gia duyệt binh vào ngày quốc khánh. Dân làng không tin nổi, Tống Học lại là một trong 5 tráng sĩ làng Nha Trang. May mắn sống sót lại, khi đánh nhau với quân địch, Tống Học bị thương nặng ở lưng. Ông không muốn liên lụy đơn vị, đã chuyển tới một ngôi làng nhỏ. Nhưng không ngờ người anh hùng năm xưa lại bị dân làng coi là kẻ lừa đảo. Anh chàng này không phục, đòi đấu vật với ông. Lưng đau nhức nhối, khiến Tống Học lực bất tòng tâm. Mặc dù nắm được cánh tay của đại trí, nhưng ông vẫn bị ném mạnh xuống đất. Trước mặt tất cả mọi người, ông thấy bất lực vô cùng. Anh hùng gì chứ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tống Học không quản lưng đau, vẫn cố dẫn người dân đi khai hoang. Nhưng có những người đã không bỏ sức, lại còn muốn ngồi mát ăn bát vàng, tự coi mình là nhân vật quan trọng. Tôi không tin ông ta không chia đất cho chúng ta. Thôn làng dựa vào sự đóng góp công sức khi khai hoang, phát lương thực cho mỗi nhà. Mọi nhà đều được chia mấy chục cân, nhưng đại trí chỉ được chia 3 cân. Vợ đại trí kêu gào đòi thêm, nhưng cuối cùng chẳng đòi được gì. Cả nhà Tống Học đi khai hoang, chỉ có cô con gái nhỏ ở lại trong nhà. Trong nhà không còn lương thực, trẻ con chỉ có thể ăn khoai trừ bữa. Vợ đại trí thấy cô bé đáng thương, định về nhà lấy đồ ăn đem cho. Nhưng bà quả phụ đi cùng lại nhìn thấy chìa khóa kho lương thực. Hai người bàn bạc nhau lấy đi 2 túi lương thực. Chìa khóa lâu nay đều do Tống Học giữ. Cán bộ thôn liền nghi ngờ là Tống Học ăn trộm lương thực. Lão Thái đi đến nhà Tống Học, gặp vợ đại trí từ trong đi ra. Khi cán bộ thôn tới nhà điều tra, thấy đầu giường có một miếng bánh. Ở đâu ra đây, cháu không biết. Như vậy, Tống Học bị gán tội ăn trộm lương thực. Ông bị oan ức vô cùng, nhưng không nói một câu nào giải thích. Ông đỡ tấm lưng đau, khó khăn bỏ về. Dù khổ sở thế nào, cũng không khiến ông gục ngã. Nhưng bị dân làng hiểu lầm, đã đè bẹp thân hình gầy gò của ông. Trong lòng ông thấy rất buồn bực, tập tễnh đi lên núi. Đến tối, đại trí vẫn xì sầm nói ra nói vào. Lưng ông ta còn không đứng thẳng được, mà vẫn cứng đầu ghê. Các anh đến nhà tôi kiểm tra đi. Sau đó thì sao? Vẫn cứng đầu. Vậy bắt tôi đi tù đi. Vợ đại trí nghe những lời này, thấy vô cùng tội lỗi. Tống Học đứng trên đỉnh núi, dường như trở lại Lang Nha Sơn. Công lao của anh hùng năm xưa không đổi được lòng tin của dân làng. Ông hét lớn, trút hết ra những khổ tâm trong lòng. Một hảo hán chưa bao giờ khuất phục. Lúc này mắt ngân ngấn nước, người dân không đi khai hoang cùng ông nữa. Ông chỉ có thể đưa theo vợ con, cả nhà làm không quản ngày đêm, nhưng cũng chỉ có thể dùng khoai rừng để chống đói. Nhoáng cái đã đến mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng quả núi. Lão Thái đi tới nhà Tống Học, nhìn thấy cô bé gái đang tự nướng khoai. Nhi à, cháu đang làm gì thế? Bác ơi, cháu đói quá. Nếu Tống Học ăn trộm lương thực, sao lại để con ăn thứ này? Ông tức giận chạy lên núi, đạp ngã Tống Học, lại nhìn thấy cả nhà Tống Học trong trời tuyết băng giá đều đang ăn khoai. Năm xưa đói ăn, mọi người đều nhờ cái này mà sống đấy thôi. Lão Thái tức giận, cầm đống khoai xông vào phòng cán bộ thôn. Cả nhà học nghĩa, vợ chồng con cái lên núi khai hoang, sao không được phát lương thực? Nhưng việc ăn trộm lương thực vẫn chưa giải quyết xong.
thì không phát cho nhà Tống học được. Lão Thái lôi mấy củ khoai ra, đập mạnh lên bàn. Ông không phát đúng không? Vậy thì tôi phát. Tôi Lão Thái, đời này chưa cầu xin một ai. Hôm nay tôi mở mồm xin mọi người vay lương thực. Tôi đảm bảo có vay có trả. Lão Thái đẩy xe đi giao khắp làng. Dân làng thương quá, lấy ra chút lương thực còn lại. Vợ đại trí thấy trong lòng dằn vặt, giao lại toàn bộ. Chỗ lương thực lấy trộm, hai người lấy trộm lương thực bốn mắt nhìn nhau, nhưng không nói gì cả. Không đợi Lão Thái hỏi, vội bỏ về nhà mình. Vợ đại trí không chịu nổi, muốn nói sự thật với đại trí. Cô ta do dự rất lâu, cuối cùng lấy can đảm hỏi dò, nếu chỗ lương thực đó do người khác lấy thì không trách Tống học được. Cô nói cái gì? Người khác lấy không phải ông ta lấy. Ai lấy? Ai? Đây là tội tài đình. Ai đã hại cả nhà người ta thì không bằng súc vật. Thấy thái độ của đại trí, vợ anh ta bỗng lạnh tắt sống lưng. Cô ta lặng lẽ về phòng, chọn cách treo cổ tự tử. May mà phát hiện kịp thời, mới cứu được mạng. Cô ta không chịu nổi bị dằn vặt lương tâm, nói hết mọi chuyện cho đại trí. Nghe xong, đại trí như sét đánh ngang tai, ngồi ngay tại chỗ. Anh ta vác hết toàn bộ lương thực mang cho Tống học, nhưng vừa đến cửa, nhìn thấy đại bảo vội vàng chạy qua. Tống học làm việc quá sức, bị ngất trên núi. Đại trí chạy như điên đuổi theo, cùng đỡ lấy tấm cáng. Tống học thấy đại trí lo lắng, cảm thấy ấm lòng nhắm mắt lại. Khi Tống học tỉnh lại, đại trí đem qua một tấm đá mài. Anh ta không có tài gì, chỉ biết dồn hết những lời muốn nói vào việc mài đá. Tay nghề tinh tế này, nhìn là thấy thích rồi. Này anh xem, tiểu bảo sẽ không thể đem đi đổi kẹo được nữa. Nhìn ngôi sao năm cánh này, Tống học vô cùng cảm động. Đối với ông, bất kỳ tấm huân chương nào cũng không so được với sự tin tưởng của dân làng. Hình khắc này đã hằn sâu trong tim ông. Dưới sự dẫn dắt của Tống học, việc khai hoang đã hoàn thành. Thôn Bắc Khổng cũng có sự thay đổi chóng mặt. Sau đó, người trên huyện xuống mời Tống học tham dự đại hội anh hùng toàn quốc tại Bắc Kinh. Đến lúc này người dân làng mới hiểu ra, người tá điền lâu nay sinh sống trong làng cùng họ chính là tráng sĩ Lang Nha Trang. Ông cất đi quá khứ, giấu đi vinh quang, chăm chỉ nỗ lực vào công cuộc xây dựng đổi mới, luôn luôn bận rộn. Đến năm 1971 ông vì bệnh tật đã ra đi đột ngột. Ông đã dùng tinh thần kiên cường bất khuất làm nên một truyền thuyết, vô cùng cảm động.